Vâng, lại đăng lên cái giới thiệu các bác mấy em đi chuyên trị nhạc vàng của Builder, chuyên trị nhạc vàng và giá vừa phải. Bởi vì tại sao cái loại này nó giá vừa phải? Vì nó không phải là dai 42, dai nó nhỏ hơn nên là giá nó rất mềm mại. Nếu cùng cái âm đi Pioneer này mà kích thước 42 thì giá nó tầm 5 triệu các bác nhá. Con này thì là 6.800 là mã. Tôi cũng đã đăng rất nhiều loại này rồi. Hôm nay có tiếp tôi lại đăng lên mời các bác xem. Giá 4 triệu nhưng ghi trên máy Pioneer 6.800 là mã. Hàng bãi nguyên zin 100%, chạy 4 con sò than, đánh loa AB, A cộng B, chỉnh bát chép, cân loa, lao lướt đầy đủ. 6.800 là mã. Công suất là 110W, điện 100V. Nói đến dòng Pioneer thì các bác nghĩ luôn đến nhạc vàng. Nói luôn điều đó luôn. Góc cạnh còn rất mượt mà vì là hàng tuyển chọn. Nghe nhạc vàng rất êm ái, đặc trưng của dòng Pioneer. Rất nặng các bác nha. Trở kháng từ 4-16 ohm, 6.800 là mã, 110W, điện 100V. Sản xuất tại Nhật Bản. Tôi đang đấu vào con thứ hai. Đây mặt tiền còn chưa lau chùi sạch các bác nhá, nó vẫn có vết bụi, vết bẩn. Còn góc cạnh còn tương đối mượt mà luôn. Như thế này là cực đẹp rồi. Yêu nhau đời cùng con số nghèo đâu dám nghĩ cao sang. Loại này đăng rất nhiều. Bạn nào có nhu cầu thì cứ tìm hiểu những video tôi đăng. Đây có hàng tôi lại đăng qua một chút các bác xem thôi. Làm tí nhạc đỏ. Bác ở xa đặt cọc tiền là tôi gửi hàng đi qua Viettel, nhà xe khách, phí vận chuyển các buổi chịu. Cũng có một cái mẫu Pioneer nó kiểu như này, mà bề ngang nó lớn hơn thì nó giá tầm 5-6 triệu rưỡi, à 5.500.000 các bác nhá. Cùng cái thông số kỹ thuật. Con này rất nặng nhá, rất dày dặn và nặng. Nó là dài ngắn hơn. Dài ngắn hơn những cái con âm đi dài 42 phía dưới. Những loại này tôi đã đăng rất nhiều rồi. Vâng, xin cảm ơn.